Xin chào các bạn, dành cho các bạn mới đến đây lần đầu thì tôi là Uông Quang, founder của GreenChart và đây là nơi tôi chia sẻ những kiến thức của mình về đầu tư cổ phiếu và quản lý tài chính cá nhân. Ở video trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một khái niệm mang tính chất nền tảng, đó là cổ phiếu là gì, cổ phiếu được mua bán ở đâu và cần bao nhiêu tiền để đầu tư cổ phiếu. Trong bài giảng lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về công ty cổ phần cũng như những cách thức các công ty huy động vốn thông qua hình thức IPO. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng lấy một cái ví dụ đơn giản về một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm có tên là Green Food. Công ty có 5 cổ đông sáng lập là những người hết sức tâm huyết gây dựng công ty từ ngày đầu, đó là các anh A, B, C, D, E. Tỷ lệ cổ phần vốn góp của họ trong công ty thì sẽ như sau. Anh A thì góp 1 tỷ chiếm 10% cổ phần. Anh B cũng góp 1 tỷ chiếm 10% cổ phần. Anh C góp 2 tỷ chiếm 20% cổ phần. Anh D và anh E mỗi anh góp 3 tỷ và chiếm 30% cổ phần. Như vậy chúng ta có một công ty cổ phần Green Food với cái mức vốn điều lệ ban đầu đó là 10 tỷ do 5 cổ đông góp. Sau một vài năm kinh doanh và tạo ra lợi nhuận thì các cổ đông Green Food nhận thấy là công ty cần phải mở rộng hoạt động sang các cái thành phố khác, rồi là xây dựng thêm nhà máy, mở thêm cửa hàng phân phối. Và cách đầu tiên và đơn giản nhất để công ty có thể huy động được vốn đó là yêu cầu các cổ đông hiện tại đóng thêm tiền tương với cái phần tỷ lệ sở hữu của họ. Ví dụ như là công ty yêu cầu là huy động thêm 1 tỷ thì chia đều cho các anh theo tỷ lệ cổ phần. Ví dụ anh này sẽ đóng 1/10, tức là 100 triệu. Anh này đóng thêm 100 triệu, anh này đóng thêm 200, anh này đóng thêm 300 và anh này đóng thêm 300. Và mọi người huy động thêm cho công ty là 1 tỷ để hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp, đó là trường hợp mà chúng ta gọi là phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp mà các cổ đông hiện tại không còn tiền để đóng thêm thì công ty sẽ tìm các nguồn huy động vốn góp từ các cái cổ đông bên ngoài. Giả sử như là công ty muốn huy động thêm 2 tỷ nữa thông qua cái việc là bán 10% cổ phần cho một cổ đông thứ 6 là anh Quy chẳng hạn. Lúc này thì các cái cổ đông cũ họ sẽ phải làm một cái việc, đó là mỗi người họ sẽ phải giảm đi 10% cái tỷ lệ sở hữu của mình để dành cái chỗ 10% đấy cho cái anh Quy mới vào. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vì tổng cái tỷ lệ sở hữu nó không đổi, nó phải là 100%, thì các anh còn lại mỗi anh sẽ phải trừ đi 10% của mình để bù cho cái phần thêm mới của anh Quy mới vào. Thì sau đó thì cơ cấu sở hữu công ty sẽ như sau. Anh A đang chiếm 10% cổ phần thì bây giờ chỉ còn sở hữu 9%, bởi vì đã mất 10%, tức là 1% trong số này, 1% tỷ lệ cổ phần, để nhường chỗ cho cái anh Quy mới vào. Anh B tương tự cũng từ 10% còn 9%. Anh C thì từ 20% còn 18%. Anh D là còn 27 và anh E cũng là 27%. Và 10% dư ra đó chính là cái phần của anh Quy. Thì chúng ta thấy là khi mà có một cổ đông mới tham gia vào công ty thì các cổ đông còn lại sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, lúc này thì định giá của công ty nó đã tăng lên. Và cái tuy tỷ lệ sở hữu bị giảm nhưng mà cái giá trị của các cổ đông cũ thì lại tăng lên. Chúng ta có thể thấy là gì, khi mà anh Quy anh chấp nhận mua 10% cổ phần của công ty Green Food với giá 2 tỷ. Nghĩa là công ty Green Food đang được định giá với mức giá là 20 tỷ, tức là tăng gấp đôi so với cái vốn góp ban đầu của các cổ đông cũ. Mà như vậy thì cái phần sở hữu của các cổ đông nó cũng tăng lên, đúng không ạ? Anh này thì sở hữu 9% của 20 tỷ, tức là 1 tỷ 8, tức là đã từ 1 tỷ lên 1 tỷ 8. Anh này thì từ 2 tỷ lên 3 tỷ 6 và anh này từ 3 tỷ lên 5 tỷ 4, đúng không ạ? Thì đấy là anh Quy thì vẫn là góp 2 tỷ. Thì đấy là cái cơ cấu của chúng ta sau khi mà thêm mớ một cổ đông. Theo đà phát triển của công ty thì đến một thời điểm cái lượng vốn mà công ty cần huy động nó rất là lớn. Và khi đó thì một cổ đông riêng lẻ, ví dụ như anh Quy, sẽ rất khó để đáp ứng được yêu cầu huy động vốn của công ty. Thì khi đó thì công ty sẽ tiến hành một cái hình thức huy động vốn mới được gọi là IPO. IPO tức là công ty sẽ nộp hồ sơ để phát hành cổ phiếu ra công chúng và chuyển đổi thành công ty cổ phần đại chúng. Thay vì là để ở dạng là private equity, tức là công ty cổ phần nội bộ như hiện tại. Thì để nộp được hồ sơ lên IPO lên Ủy ban Chứng khoán và được chấp nhận thì các công ty thường thông qua một cái ngân hàng đầu tư, thường là một công ty chứng khoán, và họ đứng ở giữa, họ làm những cái thủ tục giấy tờ cũng như là tổ chức các cái hoạt động liên quan đến việc là quảng bá hình ảnh của công ty để có thể bán được cổ phiếu ra ngoài công chúng. Và thường là họ cũng là đơn vị đứng ra bảo lãnh cái chuyện phát hành này, tức là có thể họ sẽ cam kết mua lại hoặc là mua lại một phần cái số lượng cổ phiếu mà công ty phát hành ra. Thì giả sử là trong trường hợp này công ty muốn huy động thêm 10 tỷ nữa thông qua việc là bán 10% cổ phần,
Tức là ở thời điểm này thì các cổ đông của công ty thì đang định giá Greenfood với cái mức giá trị đó là 100 tỷ, đúng không ạ? Tương với việc là 10% bằng 10 tỷ. Và thông qua đó thì họ muốn phát hành 1 triệu cổ phiếu ra ngoài với cái giá trị là 10.000 đồng một cổ phiếu để huy động được cái được 10 tỷ này. Thế thì sau khi cái quá trình phát hành này nếu thành công thì cái cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty lại tiếp tục thay đổi. Bởi vì là các cổ đông cũ họ lại tiếp tục phải hạ đi 10% cái tỷ lệ sở hữu của họ để nhường chỗ cho cái nhóm khách hàng, cái nhóm cổ đông IPO mới. Thì cái anh A từ 9% chỉ còn 8.1%, anh B cũng còn 8.1%, anh C thì từ 18% còn 16.2%, anh D thì từ 27% còn 24.3%, và anh E cũng vậy. Anh Q vào sau thì cũng từ 10% còn có 9%. Và 10% tiếp theo là trị giá 10 tỷ là dành cho các cổ đông mới. Và tương tự như ví dụ ở trước thì chúng ta đều thấy là giá trị của công ty tăng lên từ 20 tỷ lên 100 tỷ. Và nó làm cho cái giá trị vốn góp thực tế của các cổ đông tăng lên. Bởi vì là khi mà họ giảm cái tỷ lệ cổ phần xuống và để cho một cổ đông mới vào thì họ bị giảm đi tỷ lệ cổ phần, tuy nhiên thì họ lại được tăng thêm về phần giá trị. Các bạn đã thấy là cái khoản đầu tư ban đầu 1 tỷ của anh A bây giờ đã tăng hơn 8 lần lên 8.1 tỷ. Anh B cũng vậy, anh C từ 2 tỷ lên 16.2 tỷ, anh D và anh E từ 3 tỷ lên 24.3 tỷ, và anh Q mặc dù vào sau nhưng cũng có tỷ suất sinh lời là từ 2 tỷ lên 9 tỷ, đúng không ạ? Thì đây nó chính là cái lý do tại sao mà họ các cổ đông mà họ có cái tầm nhìn và họ có những cái thông tin từ rất sớm, họ sẽ muốn đầu tư vào các cái công ty ngay từ thời điểm đầu, nó gọi là private equity, thay vì là chờ đến khi công ty IPO. Lúc này thì khi mà công ty được định giá 100 tỷ và trở thành công ty đại chúng thì cổ phiếu của công ty sẽ được trao đổi và mua bán trên thị trường thứ cấp, tức là giữa các nhà đầu tư cá nhân với nhau hoặc là các tổ chức với nhau. Qua đó thì cái giá trị vốn hóa của công ty nó sẽ được quyết định bởi thị trường, tức là do yếu tố cung cầu và theo cái thị giá mà hai bên mua bán trao đổi. Thì ở video lần trước chúng ta cũng đã trao đổi về việc đó là có hai cách để các cổ phiếu này được trao đổi mua bán trên thị trường. Một là giao dịch trao tay OTC, đúng không ạ? Hai là giao dịch tập trung ở trên các sàn chứng khoán. Sau khi mà doanh nghiệp đó niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán thì các bạn có thể quay lại bài giảng 1 để xem kỹ hơn phần này. Ở phần cuối của bài giảng lần này thì tôi sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm khi mà đầu tư cái cổ phiếu IPO. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi thường từ chối đầu tư vào các cái cổ phiếu mới IPO hay là mới niêm yết trên sàn chứng khoán, bởi vì một số cái lý do sau. Thứ nhất là những cái người chủ công ty hay là những cái tổ chức gọi là ngân hàng đầu tư trung gian ở giữa đó, họ thường luôn muốn bán cổ phiếu với mức giá cao nhất có thể để thu về được nhiều tiền và nhiều phí hoa hồng nhất. Và hơn ai hết thì họ là người hiểu rõ nhất về giá trị thực của công ty và họ sẽ chỉ bán nếu mà được giá. Ngoài ra thì các bạn cần biết một điều, đó là các cái công ty này thì họ có quyền hủy cái việc IPO nếu như mà cái giá bán nó không đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Và rõ ràng là họ có cái động cơ để thao túng rồi làm đẹp số liệu báo cáo tài chính của những cái năm mà gần thời điểm IPO ấy. Hoặc là họ cố gắng tổ chức những cái roadshow rất là rầm rộ để thu hút các nhà đầu tư. Vì vậy khi mà các bạn mua những cái cổ phiếu IPO hay là những cổ phiếu mới niêm yết thì thông thường các bạn sẽ chỉ mua được giá đúng và giá không tốt. Còn rất ít khi các bạn mua được giá tốt. Thì đấy là cái đầu tiên. Bởi vì chúng ta đang ở cái vị thế bất lợi hơn so với người bán. Thứ hai là cái thời điểm IPO cũng thường là thời điểm để các cái cổ đông cũ họ thoái vốn. Vì các bạn thấy là gì? Anh A, anh B, anh C, anh D, anh E, anh Q, hầu hết thì họ đã kiếm lời rất nhiều trong cái quá trình mà đầu tư công ty từ đoạn đầu. Và họ có động lực để chốt lời cái khoản lợi nhuận này khi mà công ty lên sàn, hoặc là khi mà công ty IPO, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy một số ví dụ khi mà các cái cổ đông cũ, những cái cổ đông nội bộ, những cái cổ đông mà đã đi theo công ty từ trước thời điểm IPO, trước thời điểm lên sàn, họ liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu. Tôi đang lấy ví dụ về hai cổ phiếu là mã MSH của Mai Sông Hồng hay là IEG của Yeovan TV, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là cái số phận của cổ phiếu IEG sau khi IPO ở mức giá rất cao là 300.000 một cổ phiếu thì đến nay nó đã giảm đến hơn 90%. Tức là nó tương đối rủi ro nếu như các bạn mua cổ phiếu vào thời điểm IPO. Tất nhiên, có rất nhiều trường hợp là các bạn có thể kiếm lời khi mà mua cổ phiếu thời điểm IPO. Tuy nhiên thì với cá nhân tôi thì tôi thường là chờ đợi ít nhất là 1 đến 2 năm sau khi mà cổ phiếu đó IPO hoặc sau khi cổ phiếu đó lên sàn. Và tôi chờ cái giá cổ phiếu nó ổn định lại về một cái vùng giá hợp lý hơn theo cái cung cầu của thị trường. Sau đó thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu. Vâng, và như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành một cái video bài giảng số 2 liên quan đến việc
đó là tìm hiểu về IPO cũng như cách thức các doanh nghiệp huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của mình. Thì xin hẹn lặp lại các bạn trong những cái video lần sau với những chủ đề thú vị hơn liên quan đến cái đầu tư và giao dịch cổ phiếu. Xin chân thành cảm ơn.